mình có duyên một đời này cõi vô thường, đến ngày đến giờ á, lúc cái thần hồn của mình bay lãng đãng trong cái cõi ta bà này, thì mình chọn, nếu mình chọn vô cái nhà quá khổ thì mình sẽ mau thăng tiến về trời, mình chọn vô nhà quá sướng thì mình sẽ lộn tới lộn lui ba bốn đời. Thì lúc đó đó là tại sao những cái nhà sướng mình ở lại thế gian lâu thì do mình sự chọn lựa. Còn những đứa con có hiếu như em mà muốn làm gì để trả ân cha mẹ sanh ra cái thân tứ đại này, đó là cái chuyện bắt buộc phải làm cho tất cả chúng ta trước khi tìm cái chân lý là tìm Phật, tìm về trời, là cái chuyện thế gian bắt buộc. Dầu cho cha mẹ mình có giữ, có đối xử tệ với mình trong lúc cha mẹ mình tuổi còn trẻ bồng bột làm bao nhiêu chuyện sai chướng ngại và có thể nói đem đến sự mất uy tín và xấu hổ của mình, đừng cho đó là xấu hổ, mình phải cho đó là một cái sự gọi là vì cha mẹ mình ngày xưa kém hiểu biết, kém học và đồng thời có thể là chưa tìm được chân lý về cửa Phật thì làm chuyện sai. Hôm nay mình biết thì mình một con người mà cả ông La Sát giết 990 mấy người lúc mà Phật tại thế, mà giờ chót ngài cũng quay đầu cũng thành Phật vậy, tính giết mẹ luôn á. Thì hôm nay mẹ em 80 tuổi mà giờ em có cầu khấn cỡ nào đi nữa đó mà mẹ em không muốn về trời cũng sẽ không bao giờ về được. Và hôm nay nếu mẹ em đã ngày xưa ba không biết cửa Phật, hôm nay biết thì cũng là tự mẹ em phải về trời. Em là người trả giới bằng cách là đưa cuốn kinh cho mẹ đọc, kêu mẹ vô bàn thờ của quyền Phật, bàn thờ Phật lại sám hối, đó là em đã làm dữ rồi. Còn em xin là cũng không được, chuyện của mình nào ra người đó, tiền trong mặt khao qua của người đó đúng không, không chỉ cái hồn làm tự chúng ta làm, bởi vì mới tự đốt đuốc đi. Còn mấy thầy nó là xin giùm, giảng sanh giùm, cầu siêu giùm, cả mấy ông cả chết gì đâu mấy ông đâu biết đâu. Bởi vì hồi ở Thiên Long Sơn có một cái người đạo ông giáo cứ nói là mấy ông cha, mấy đức hồng y hay cả đức giáo hoàng cứ khấn cho tất cả các con người ông giáo về trời, cả mấy ông chết mong đợi địa ngục còn không biết, thì làm gì mà mấy ông có khả năng để đưa người về trời được. Nếu mà làm được vậy thì thôi á, về trời đưa một đống mấy cái người mà gọi là được lót bì cho ổng cái là về trời hết, rồi quậy nát cái thiên đình sao, không có chuyện đó. Bây giờ cái gì đúng không, tự mình phải thay đổi từ ở đây. Mình do học dưới này là giống như mình lớp học, mình phải đạt điểm trên trung bình chút đi, si đi, bi trừ cũng được thì mình mới về. Ở dưới này FFF không thì làm sao mà về. Thì về mẹ em á, hôm nay có đạo Thiên Tâm tu tại gia về với cha trời mẹ đất, và cái đạo này á rất là do đích thân cha là Thượng Đế, anh là con của ngài, là xuống đây để mà dùng cái thân người để nói ra tiếng này, để mà báo động cho nhân loại, đó là sự thật. Thì nếu được thì cứ kêu bác cứ giữ 12 giới lực của Thiên Tâm á, nhân giới thứ nhất là nhân lợi nghĩa chí tính, làm được cái đó thôi. Về giới thứ 12 á, đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng thì là được về trời lấy họ Thiên. Rồi em không có làm gì được chứ, dầu cho mẹ em có mất nữa, đọc 49 ngày hay là 490 ngày đọc hoài á, mà ông bà không có đủ phước, không có biết tu cũng không có đi được, mình không có tu dùm được nha. Mình chỉ làm theo hình thức để cho có cái lễ nghi của Phật giáo thôi à, chứ không ai tu dùm, không ai cầu siêu dùm được chứ. Thế gian này chả có thiết gì mà thay đổi dân mệnh, chỉ có Tam Đại Tạng Kinh của Đức Phật và bỏ hết mấy cái lầu hoặc tham sân si mới về được, chứ không có triết lý, không có thiết cái gì chăng. Mấy cái đó chỉ là mấy cái xuồng thôi, chỉ đi qua xong thì mình cần xuồng thôi, nhưng mà đó là tự tánh của mình đó. Ở đây ai mà nói là tôi có cái khóa thiền tăng năng lượng này, hay là ngồi thiền kia, hay là kiểu mấy ngày gì gì đó, không bao giờ. Chỉ có cái thiết là buông bỏ và tự tâm mình là hành Phật thôi, chứ không có thầy nào mà giúp mình hết trơn, tự mình thôi à. Thiết địa ngục thì có. Hôm nay mình có bạn, có nhóm, có đàn đông vui, nhưng mà khi mình chết là mình solo có mình cô đơn lạnh lẽo,
Rồi lúc đó cái tự ái á, mình sống á, là có nhiêu, mà khi mình chết tự ái nó còn bự nữa. Là tại vì sao? Sao bữa nay con mình á, nó ăn gì á, con không để đũa mời mình. Rồi chưa nói nữa, mình để saving cả đời á, được có một chút tiền, bữa nay nó lấy nó làm tầm bậy. Mình làm đâu được, tưởng đâu nghe được mình nói gì đâu. Thì cái khi mình sống mình có khoảng 10 cái quyền tự do, khi chết chỉ còn có 1 hay 2 à. Còn nếu mà mình muốn không có bị những cái bức xúc đó, bị sốc đó, và ở trong cái cõi cõi này là cõi thế gian này trà trộn với người đời á, gọi là cô hồn cát đảng á, thì mình nên biết tu tập. Mình nên biết tập cho cái lại gia thức mình đây nè, nó có một cái đường đi, đường đi của nó nghe là ok. Khi mà mình biết mình đã ra trường rồi, chết tức là ra trường đúng không, thì mình phải đạt cái điểm cao chút, đừng có bị ép. Bị ép là mình đọa địa ngục, bị đi là bị điểm đi là tệ tệ, là bị làm súc sanh, si thì đầu thai lại làm người nghèo, nghèo hèn, biên cương lãnh địa đại khái, gán ê đi, đi về luôn lượt. Thì có một nhân viên tên là ông Trần Kim Quang đó, ổng là chủ tịch hội chuyên gian của Bắc Cali. Thì ổng là nhân viên của hãng con. Thì 4 giờ sáng ông đi làm, thì ông thấy nguyên ông làm chắc ông quên nói gì không biết, ông quên biến không, ông hiện nguyên luôn. Cái body của ổng, thân hình của ổng bự bằng này nè, mà ổng bay từ trong đó mà bay lên trời á, là khoảng ông này điếm khoảng gần 1 phút mới hết, lớn dữ lắm, là hiện nguyên hình luôn. Đó là có một lần. Rồi, lý do là cái ông này á, ông cũng có cái duyên với ông rồng mình. Tất cả các ngài muốn hiện nguyên thân cũng được, hiện ra mây rồi thường á, ông bỏ ông đóng hình chảnh. Rồi các ngài các ngài rất là hiện hữu. Tại vì thời nay á, trong kinh Đức Thầy có nói ai có phước á, thì thấy rồng phụng trên mây. Thì Phụng Hoàng mình thấy Sài Gòn rồi đúng không? Rồng thì mình thấy Thiên Long Sơn đúng không? Thành Nam Cali mấy vị cũng đang đây nè. Đó thì đó là chuyện bình thường. Còn chuyện mà nguyên hình thiệt á, là nó trái với luật, luật của vũ trụ, không có được. Trừ khi nào, trừ khi nào là cần thiết mấy vị mới xuất hiện. Nhưng mà khi con ở đâu á, là mấy thiên tướng với mấy ông rồng đều xuất hiện hết. Tại vì trong chúng ta đây á, nó cũng có những người nhiều lúc á, họ muốn hại xác phàm con á, là họ nhập vô tâm của một người, họ quậy của ông chừng. Hồi xưa Đức Thầy xuất hiện á, thần thánh Phật, Đức Thầy là Phật mà là thần thánh nha, mà bị dân miền Tây á, cũng xỉa xói ngày đúng không? Con không có dám xưng lại gì, nhưng mà nhìn cũng hiểu rồi đó. Đây nè, mình cũng bình thường thôi, thì thăm vậy được rồi. Còn thăm ông rồng, ổng hiện thiệt á, ổng là ổng thuộc dạng đồng lửa. Người nào thành tâm á, khánh đều được. Ở đây có ông Trần Quang Đại, ông thấy hoài, không biết ông thấy thiệt hay giả không. Nhưng mà cái chiêu trò này á, phải có ít nhất 10 minh dương ra đời, 10 minh dương giả ra đời, phải có 30 Phật Di Lạc giả ra đời ở cái thời này. Và đồng thời á, là phải có 20 triệu người đeo cái dấu hiệu này, thì mọi chuyện nó sẽ lập hội long qua. Thì bây giờ mình có đầy đủ hết rồi. Ở đây cũng có minh dương giả quá trời, kiểu ông ơi nói chuyện đi em. Nhiều lắm, ở đây nhiều lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là là mình phải có chánh kiến. Cha mẹ với chư Phật dạy con, nói lại cho quý vị nghe là con cứ dạy cho họ, mỗi người phải có chánh kiến, phải sự phân biệt. Ma quỷ nó nhiều chiêu trò và nó mưu mô cao siêu lắm. Mình khó mà mình không có chánh kiến, mình khó mà biết được cái nào thật, cái nào giả. Chào sư phụ. Dạ, trong 12 giới là con giữ không nổi 12 giới, mà trong 12 giới con xin phép giữ có được về trời. Được, 12 giới là siêu rồi, chỉ cần giữ giới đầu tiên là được về trời rồi. Nhưng mà ở giới thứ 12 là đọc kinh ngồi thiền á, khi mình làm được cái đó là tự động 12 kia đi theo. Cho nên mình làm gì làm cái số 1 với số 12 á, mà đừng có lơ là. Thì tự nhiên mấy cái kia nó chung rồi. Thì cha mẹ cho vậy mà. Nhưng mà lâu cũng phải đi chùa.
để mình biết cái những cái không đúng của thời nay, rồi mình mới thấy cái hay ở bề trên dạy. Mình phải đi ra đường, mình có sự so sánh. Đi một đàn chàng học một sàn khôn mà xuống Nam Cali cái là quá trời luôn. Ở thời nay á, ở Việt Nam á, nó chuột ngải Comerton, bùa ngải nó đem Nam Cali, Bắc Cali, Houston quá trời. Cho nên khi Thiên Tâm ra đời á, những cái này á, nó sẽ không còn làm được nữa. Thì cái 12 ngồi thiền mà hộ chỉ bắt ấn tam muội đó, và ngồi thiền mình có chánh kiến đó, và những người mà lỡ như mà bị trúng chưởng của tụi nó đó, là nó có những trạng thái này quý vị phải để ý nha. Nó làm cho mình lazy, làm biếng, lăn lơ, rồi nó làm cho mình nóng giận bất thường, rồi nó làm cho mình thường ngày ôm cháu ngoại cha con mình nó hung đã không, bữa nay mình hung hơi hơi thôi, không cho có, để cho đừng có ấy thôi. Cứ ngày mình giống như đi mộng du vậy đó. Đó là những triệu chứng mình bị trúng bùa, trúng ngải. Còn muốn hết cái này á là phải ngồi thiền đọc Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm đọc chừng 3 đệ thôi là xong. Rồi mỗi buổi sáng trời nắng như nè, ra công viên hay đâu á thì ngồi đẩy ra nó. Mấy cái đó nó cũng như một luồng khói thôi. Mình hút vô mình đẩy khói ra, tại vì buồn ngải là khói, ma quỷ là khói, những cái dơ trong người mình. Nhưng mà khi ánh mặt trời á, là khí dương á, sẽ từ từ hết lại. Ấn tâm muội bác nè nè, đúng rồi đó, cho bác này thành Phật luôn rồi, quá hay. À tại khi có mấy phụ nữ mà ngồi thiền bắt cái ấn này á, để cho mấy ma quỷ nó đừng có tới nó phá. Phải công thức của con, mà khi cái công thức của con á là có nghĩa là ở trên đã certify rồi, cũng giống như chai nước này đã được bộ lương thực chấp nhận nó là nước tốt uống rồi, thì mấy cái gì cũng sẽ gia hộ theo cái công thức này. Một người mang kiến thức, mang đô la ở Mỹ mình không biết gì, nhưng mà ít nhất cái căn bản của tất cả chúng ta, tuy chúng ta không cần phải học đại học ở hết đây, nhưng mà mỗi chúng ta qua thời gian nó không có đủ giờ đi học, thì mình làm nghề này nghề nọ, điện tử neo, nhưng cái căn bản tệ nhất á là cái cuộc sống của Mỹ. Biết cái tiếng nói tự do công bằng là như thế nào đúng không? Chỉ cần bao nhiêu thôi là mình đi về cái làng của mình, cái xóm của mình thôi, là mình cũng đã dạy được một đống người tự do công bằng và có cuộc sống rất là trang hòa rồi. Thì cũng là một cái nhiệm vụ, chứ không phải có nghĩa là những đứa học giỏi hay là có bằng bachelor degree ở đây mới có thể làm được chuyện đại sự. Thì chuyện của nó cũng làm chuyện lớn hơn. Còn mình á, cái căn bản thôi, 6 triệu người về bản thôi là sẽ làm cho tất cả mọi từ thôn quê cho thành phố sẽ thay đổi rất là lẹ, với điều kiện là phải đi về bản một cách tự do. Ra phi trường thì phải xuống không có bị mấy cái wali, không có bị gọc á, rồi không có bỏ tiền rồi đó. Cái đó phải thay đổi thì 6 triệu về lẹ lắm. Kiều lúc nào cũng tuân lệnh Đức Thầy, kêu mọi người chuẩn bị sửa sạn về á. Hả? Sắp sửa cuối năm. Bữa hôm nói là trăng, bữa nay mình tính theo tuần đi. Rồi sắp sửa tới ngày rồi đó. Qua cái bầu cử hạ viện đây là còn mấy ngày nữa. Bây giờ tính ngày đi. Bây giờ thử mấy ông Cộng Hòa lên, là thằng Trung Cộng nó quýu đuôi lên này đúng không? Là tại vì chích cha tụi nó còn có 3 ngày, tao phải đánh Đài Loan chứ. Biden nó không có dám làm gì tao đâu. Nó mà làm là tao đưa hết bằng chứng cho mấy thằng Mỹ. Thì khi mà tao vô tao lấy Đài Loan rồi, tao đóng cửa lại, tao bỏ thằng rào sắt xuống, là chuyện là nhà của tao rồi, là chuyện đã xong rồi. Trung Cộng mà nó mà đánh một cái đâu phải là Nhật hay là NATO để yên nó đâu. Và em có cái nhà, ok, em có một cái phòng mà anh để 3 người ở. Vì người nào là chủ phòng, cho nên phải thờ riêng của quyền, phải thờ riêng của quyền mình rất là thấp. Phật thì dưới cha mẹ thờ chung cũng được, nhưng mà phải dưới hình cha mẹ. Nếu mà cái công thức á, mà để cha mẹ trên cao nhất là đúng, nhưng mà của quyền mình là rất là thấp.
cho nên phải bàn thờ riêng. Tại vì mỗi lần á mình đám giỗ mình cúng đây, mình không cúng trên cũng không được, cho nên Kiệt đề nghị là riêng hết. À, mỗi người cho ta một phòng, tự nhiên dồn cho một phòng ba bốn người kiểu này, lúc nào để Phật thờ cũng dưới cha mẹ. Có nhiều người nói cái đạo hồi sáng hình như có ai nói cái này là mới, đối với chuyện nó không phải là mới, nó lưu truyền hàng nghìn năm từ ở thời vua Thục Huy, vua Thần Nông thời xưa rồi. Rồi qua tới nước Việt mình mà ảo ảo ông bà mình còn nhớ, chỉ là lại ông trời, lại cái lon sữa bò. Nhưng mà thời xưa làm gì mình biết được là có chân dung của cha mẹ. Thời nay hiện đại cha mẹ xuống thế gian cho mình chân dung. Thì mà ông bà mình đã lại hàng 90.000 năm rồi. Ông trời, cha trời mẹ đất đã lưu truyền trong nhân gian từ đời này sang đời nọ. Nên thiên tâm không phải là mới, chỉ là mới với mình thôi. Cho nên để riêng đi. Ở đây á, Kiệt đã từng tiếp xúc một lượt ba vị đang lo cho cái quả địa cầu này. Đó là ông Hoàng Đế Công, là vua của nước Tàu, bên cổ vô vi nha. Vua nước Việt là ngài Trận Đạo. Rồi vua của nước Mỹ là ông Trọt Washington. Thì có một lần Kiệt họp với ba ngài, thì mới biết à, là ông Quan Công á, ông cũng giống như ông Trận Đạo vậy. Đừng có nghĩ là ông là người Tàu mà mình không tôn trọng ông. Ở bờ trên nó theo cái chánh nghĩa thôi, tà với chánh thôi, chứ bờ trên không có. Mình thế gian á, mình cứ nói ồ thờ ông Quan Công mà thờ người Tàu nó làm bậy, phải nên thờ ông. Ông là thần do cha thượng đế ấn định ông, cho nên ba ổng là còn ma quỷ mà nó đầu thai vô cái quốc gia đó là của người phàm mình, đó là nước Tàu, nước Việt. Rồi mình mới nói là à, tại sao ổng là người Tàu mình thờ, cái đó là do mình không có cái nhìn xa. Còn kia là nói chuyện với mấy ngày là chánh á. Còn tà là Atula với Satan là thiên ma, nó là khác. Nó đầu thai vô tập chuẩn bình á. Hơn chú chỉ hồi lúc mà chú Việt Nam chiến cuối cùng 2014 trên San Jose có cái miếu ông Quan Công á. Trước khi cái chuyến đi về đó, chú ở khách sạn Caravan ở ngay đường Nguyễn Huệ, đó có tượng Hồ Chí Minh đứng ngay đó. Cái chú xuống thấy ngon ngó, cái mấy ông thiên tướng cũng đông lắm. Cái chú mới dậm chân bụp 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 ba cái, cái mà ông hiện về trước mặt. Em nói ô cái tượng này xấu quá, lấy xuống chứ ngại. Em mấy ngày luôn cực cười mấy ngày đó sẽ lấy xuống. À thầy có cái đó là có, nhưng mà thần thánh nói là làm thiệt đúng không? Thì là cái tượng mà ngay chỗ đường Nguyễn Huệ, quý vị có thấy ngay chỗ đó có cái tượng á. Thầy kia đã dậm chân đó ba cái chân này dậm là hiệu lĩnh á. Thì sau đó cái mình mới đi về Mỹ, thì cái mình mới tới là miếu ông Quan Công. Cái mình vô cái mình nói chuyện với ổng. Ê ngại, cho mấy con cháu của ông trả Hoàng Sa Trường Sa lại cho tôi đi. Ổng cũng hứa trả luôn á. Hai đó Kiệt đã làm đó. Cuộc đời của chúng ta là một giấc mộng rất là dài. Còn cái giấc mộng của con chỉ là một đêm thôi. Còn cái giấc mộng thật sự mình là đang trong mộng nè. Chú đang đứng đây chứ chú biết được cái tương lai của cái này như thế nào và tương lai của cái vũ trụ nó đi về đâu, mấy vị có giải thích. Nó cũng như phim time travel vậy đó. Thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ thành Phật hết. Mà người thành Phật sớm thì hôm nay giật mình nghe lời chú sớm. Còn người thành Phật trễ là những người e dè ái ngại và không có chịu tìm hiểu và xuyên tạc xuyên xỏ. Thì những người đó thì phải chờ tới 1.000 vị Phật xuất hiện thế gian này mới thành Phật. Cứ mấy chục nghìn năm mới có ông vị Phật xuất hiện thì phải chờ hết. Thì con nghĩ thử bao lâu. Cũng giống như ba người mà cái ngã cao á, ba đệ tử của Phật mà uống rượu say phá giới đó. Cái người mà thành Phật lẹ là cái ông con xin lỗi Phật, con phạm giới. Ông đó lại thành Phật lẹ nhất. Còn cái ông mà nhậu say mà bẻn lẻn Phật, ôi con không có xỉn, con không có say, con còn nói chuyện được. Cái người đó là cứng đầu đúng không, cái ngã lên. Tức là có lỗi mà còn giả bộ nói mình không có lỗi. Người đó là 1.000 vị Phật xuất hiện mới thành Phật.
hôm nay anh nhận em làm đệ tử. Khi mà cái cõi ta bà này có rời khỏi xác phàm thì cũng sẽ về trời. Vô nhận một đệ tử mới có duyên á, tại con có duyên với thụ nhận con, để mà khi con có đi á không có bị lạc. Tại vì cái luồng xói đen á nó lớn lắm, nó xói cái hồn mình đi mất tiêu luôn á, không có biết đường về á. Cha trời mẹ đất, cha là cái trí khôn của mình. Tại mình nói một cái danh từ rất là dễ hiểu, là cái chân linh thì nó hơi khó hiểu. Cha là cái trí khôn của mình, mẹ là cái chân thần của mình. Cái chân thần là cái bóng, là cái bóng ma đó, là chân thần. Cha mẹ thế gian là cho mình cái thân hài của con người. Thì mình có hai cha mẹ, cha mẹ thế gian và cha mẹ trên trời là vậy. Mà cha mẹ nào là vĩnh cửu? Cha mẹ trên trời. Tất cả các người ở đây cũng là cha mẹ của anh đó. Anh cũng là cha tôi luôn á. Hiểu? Lỡ có một kiếp nào đâu. Tại tôi lưu lạc ở dưới này gần 9.000 năm. Từ thời xa xưa không có loài người trong trái đất. Rồi tôi nhận lệnh của cha dìu dắt tất cả những đứa con rồng cháu tiên đầu thai đi chung với, giống như cá vậy đó. Mình phải đi chung cái luồng nước. Rồi đi bây giờ đi xuống Nam cùng với sư phụ là Đức Thầy, từ bên Tàu sang bên Việt. Rồi cũng phải mang thân người để mà dìu dắt giống dân Việt 6 triệu người trở về quê hương, để mà lập lại cái đạo và làm một cái thánh địa trong tương lai. Ở thế gian này bây giờ tất cả những tà ma Atula nó xuống thế gian lập đạo nhiều lắm. Bởi vì chỗ nào có Phật chỗ đó có quỷ. Tại sao mình phải ngồi mình thấy tức cười chỗ này? Trên thế giới này tại sao không có nhiều chuyện tâm linh xảy ra ở nước Mỹ đi, bên nước này nước kia đi, mà sao thấy Việt Nam núi cấm nhập đồng nhảy cà tưng hoài quá trời á? Thì tại sao không có một thiên tướng kiệt khắp thế gian bên Âu Châu hay này kia nói những cái chuyện mà khủng khiếp sắp xảy ra, nói đâu chúng đó đi? Tại sao lại là mang tiếng Việt nói tiếng Việt? Mình mới đặt nhiều câu hỏi. Người Việt có đại hồng phước, đại hồng ân. Đó là không phải lời Việt nói, đó là lời của Ngài George Washington với Ngài nữ thần tự do của Mỹ nói. Hồi xưa mấy ngày về nói chuyện với Kiệt, hồi nước Việt nhỏ bé, sao mà Đức Chúa Trời ban hồng ân lập ra cái đạo Thiên Tâm, rồi lại cho các ngài đầu thai thành người Việt. Nước Mỹ tuy bề ngoài, bề hiện tại vật chất là một cường quốc về vật chất, mà lại không có những ân sủng đó. Ổng còn với phong bì, thì tại sao mình không biết trân trọng? Thật, đó là sự thật á. Câu anh hỏi là chiến tranh thứ ba có xảy ra không? Trung Quốc nó ăn hiếp mình hay không? Bây giờ Trung Quốc á, đảo của mình Hoàng Sa nó xây căn cứ quân sự của nó ngoài, nó lấy nước mình rồi. Nước của mình lại thuộc nó 80-90% kinh tế. Bữa nào nó hứng nó không có cho mấy cái xe tải chở hàng qua biên giới là mình đói. Nó đã lấy nước mình rồi. Nó đem ra một đống chất độc bỏ chợ Kim Biên, Sài Gòn. Rồi nó làm gạo mà gạo giả quý vị thấy không? Nó cho dân mình ăn là nó đã giết dân mình rồi, là nó có quyền. Tại vì nó đã lấy nước nó có quyền. Anh nên nhớ tất cả thổ thần, thổ địa và những cái vị vua của mỗi quốc gia mới là làm chủ một cái mảnh đất. Cũng giống như bây giờ anh đi vô mua căn nhà, ông thổ địa mới là chủ nhà chứ không phải anh là chủ nhà. Thì những người con ở trên trời, những người mà có lực cao, người ta chỉ cần nói ok, thế hệ sau chia 5-7 của Trung Cộng là sẽ trả Quảng Châu, Quảng Tây từ sông Dương Tử xuống lại cho 100 bộ lạc nước Việt. Nếu mà tôi đi họ, tôi đi đòi lại đất kiểu đó, anh nghĩ mấy ông thần trả không? Tôi xin cha, tôi xin Thượng Đế, xin Phật. Mấy vị trên mà đồng ý cái là tự động mấy nhóc ở dưới này nó trả liền à. Cái xác phàm thôi, anh mua anh lập trình thế nào chạy như thế đó thôi.
Nhưng mà hôm nay Việt Nam lập đạo Thiên Tâm, tôi đầu thai làm người Việt Nam, sư phụ là Đức Thầy là làm người Việt Nam. Và anh không có nắm hết cái Ngô Tuấn Kiệt hôm nay xuất hiện là cho mọi người chân thiện mỹ và biết về tâm linh. Trên đầu mình ba tấc và có các chi vị có rất là hiện hữu, thì sẽ lấy lại hết, bất chiến tự nhiên thành. Nếu không chẳng trình ổng đi nói lát mình chi. Mình học thuộc lòng có 500 năm rồi, không lẽ Đức Thầy là Phật, Ngài đi làm sáu quyển sấm cơ, Ngài gạt mình làm gì? Cơ vận đi hàng nghìn năm, chứ không có thể nói là đi là trăm năm được. Cả Kiệt đứng đây ngày hôm nay, cơ vận là trong bao nhiêu kinh của Mỹ nó cũng có nói là đã hàng ngàn năm rồi. Làm sao thay đổi được? Chỉ có thay đổi được là những giây, những phút giờ chót trước khi mọi chuyện mà xảy ra đến tánh mạng của mình á, hồn lìa khỏi xác á. Trước Covid-19 quá trời náo nhiệt đông đảo, hôm nay đâu còn nhiêu người nữa. Mà nếu mà họ chịu tin Kiệt thời đó đó, có phải những người đó được cứu không? Hôm nay thì quý vị đứng ở đây ngồi đây nghe Kiệt nói. Yes.